Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Thanh Hóa di ương hơn 895 triệu con tôm giống phục vụ nuôi thả vụ xuân hè. Chủ động nguồn giống cung ứng cho sản xuất vụ mùa. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2024 đến nay, các cơ sở kinh doanh tôm giống tại Thanh Hóa liên kết với những cơ sở có kiểm định tại các tỉnh Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, di ương 895 triệu con tôm giống các loại để phục vụ người dân thả nuôi vụ xuân hè. Với số lượng con giống nói trên, các cơ sở nuôi tôm thương phẩm và hộ dân tại Thanh Hóa đã thả nuôi 4.100 hectare tôm vụ xuân hè. Trong đó có 3.400 hectare tôm sú quảng canh cải tiến, 500 hectare nuôi tôm thâm canh, 200 hectare nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng nhà lưới. Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện nuôi thả và có chế độ chăm sóc phòng chống bệnh dịch tốt, nên đến thời điểm hiện tại, diện tích nuôi thả vụ xuân hè của người dân trên địa bàn tỉnh đang sinh trưởng phát triển tốt. Một số diện tích nuôi sớm đã bắt đầu thu hoạch. Dự tính năng suất sản lượng tăng 10% trở lên so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã trồng mới được hơn 47,7 ha cây ăn quả, thay thế cho những loại cây hiệu quả kinh tế thấp. Đến nay, Như Xuân có hơn 1.420 ha cây ăn quả. Trong đó, một số loại cây trồng cho năng suất, giá trị kinh tế cao như cam, bưởi, ổi, diện tích cây ăn quả cho thu hoạch từ năm thứ hai trở lên đạt hơn 1.000 ha. Để nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm cây ăn quả, huyện Như Xuân khuyến khích người dân áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng như Việt Gáp, Global Gáp vào sản xuất với mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 80% sản phẩm cây ăn quả đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có 30% diện tích được chứng nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, đồng thời nghiên cứu nâng tầm thương hiệu và quảng bá tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm cây ăn quả. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban châu Âu EC sẽ lùi thời gian sang Việt Nam kiểm tra khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU lần thứ 5 vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2024, thay vì tháng 5 năm 2024 như lịch trước đây. EC muốn chờ kết quả Việt Nam triển khai Nghị định 37 và 38 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, từ đó mới có thể gỡ bỏ thẻ vàng. Theo số liệu của Cục Kiểm ngư, hiện nay tỷ lệ xử lý các vi phạm về khai thác thủy sản vẫn tương đối thấp, khoảng 10%. Điều này khiến phía EC cho rằng những biện pháp mà Việt Nam đưa ra chưa đủ sức răn đe. Phía EC thống nhất với Việt Nam sẽ dời thời gian kiểm tra đến khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2024, chờ kết quả Việt Nam triển khai Nghị định 37 và 38 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Phía EC yêu cầu Việt Nam phải đưa tỷ lệ xử lý vi phạm lên ít nhất 30%, tức là gấp 3 lần so với hiện nay, thì mới có thể xem xét gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao nhiệm vụ cho Cục Thủy sản phải rà soát đội tàu mất kết nối từ 6 tháng trở lên, kết hợp với công tác cấp phép lại, nhất là đối với những tàu dài từ 24 mét trở lên, phối hợp với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản và Chi cục Thủy sản các địa phương để truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác và xác nhận tàu cá ra vào cảng cá chỉ định. Tổng hợp theo dõi, công bố danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, tàu cá 30. Các địa phương bố trí nguồn lực đảm bảo trực ban 24/24 giờ, theo dõi giám sát 100% tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, nắm rõ và xử lý nghiêm từng trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối, giám sát hành trình. Cục Kiểm ngư tăng cường kiểm tra giám sát số tàu vi phạm ở vùng biển nước ngoài, nhất là việc tăng tỷ lệ xử lý vi phạm lên khoảng 30%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do Nghị viện châu Âu sắp bầu cử, nếu không nỗ lực xóa thẻ vàng vào lần kiểm tra thứ 5 tới đây của EC, Việt Nam sẽ phải chờ khoảng 3 năm nữa để đón đoàn kiểm tra tiếp theo. Nhằm đảm bảo cho hàng hóa được thông quan thông suốt, Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện kéo dài thời gian làm việc đến 23 giờ đêm hàng ngày để tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 1.250 phương tiện chở hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Có thời điểm, lượng phương tiện thông quan trong ngày đạt 1.500 phương tiện. Hiện mặt hàng nông sản trái cây tươi tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đã bắt đầu thu hoạch rầm rộ. Do đó, lượng hàng hóa đưa về cửa khẩu để xuất khẩu tăng cao.
các chi cục hải quan cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang tiếp nhận và giải quyết thủ tục thông quan cho một số mặt hàng như xoài, mít, dưa hấu, sầu riêng, thanh long, tinh bột sắn, nhãn, vải, khoảng từ 8.000 đến 10.000 tấn một ngày. Hiện nay, để hỗ trợ xuất khẩu, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh đã bố trí cán bộ công chức làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ngoài ra, các đơn vị, lực lượng chức năng tại cửa khẩu cũng tăng cường trao đổi, thống nhất với phía Trung Quốc kéo dài thời gian làm việc để thông quan đến 20 giờ, có cửa khẩu kéo dài đến 21 giờ hàng ngày để nâng cao hiệu suất thông quan. Thưa quý vị và các bạn, trong vụ mùa năm nay, Thanh Hóa cần khoảng 4.000 tấn lúa giống các loại, trong đó trên 70% là giống lúa thuần. Hiện nay, các doanh nghiệp đã chuẩn bị đủ số lượng giống và cung ứng tới các địa phương phục vụ bà con nông dân. Để đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chủng loại theo cơ cấu sản xuất, các cơ quan chuyên môn đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng nguồn giống. Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2024, Thanh Hóa sẽ gieo trồng 152.000 hecta, trong đó có gần 113.000 hecta lúa. Để tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, ngành nông nghiệp xây dựng cơ cấu giống lúa theo nhu cầu thị trường. Ngoài ra, các giống lúa năng suất cao phục vụ chế biến, nhóm giống lúa chất lượng cao chiếm diện tích khoảng 50%, đồng thời mở rộng diện tích lúa nếp vụ mùa lên 11.000 hecta, tăng hơn 2.000 hecta so với cùng kỳ. Trong đó hình thành từ 7 đến 9 chuỗi sản xuất lúa nếp tập trung quy mô lớn thông qua hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị với diện tích 4.000 hecta trở lên. Thanh Hóa hiện có khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lúa giống và phân phối qua hệ thống hàng trăm đại lý, hợp tác xã, trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Bám sát định hướng của ngành nông nghiệp Thanh Hóa, các đơn vị sản xuất cung ứng giống đã chủ động chuẩn bị đủ nguồn giống phục vụ nông dân, đồng thời tiếp tục xây dựng các mô hình khảo nghiệm, từng bước lựa chọn các giống mới để bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh. Cùng với lại cái việc đưa và cung ứng cái nguồn giống cho vụ hè thu thì công ty tiếp tục đưa những cái giống mới mà có năng suất và chất lượng cao để làm các cái demo để làm sao đó để có những cái cơ cấu cho vụ tiếp theo và năm tiếp theo. Ví dụ như là ADI 198, rồi là lúa lai ba dòng ADI 15, ADI số 9 là một trong những cái giống mà triển vọng và chất lượng gạo ngon. Hiện tại thì đại lý chúng tôi đã cung ứng được 70-80% cái tổng cái lượng lúa giống đã cung ứng ở thị trường cho người dân. Và cái xu thế của vụ mùa năm nay là ngoài cái chọn cái người dân chọn cái giống lúa hàng hóa như là Q5 hoặc tròn là một số giống hạt tròn khác thì người dân có xu thế chọn sang một số giống lúa thuần chất lượng mà ngon cơm, năng suất và ngắn ngày để đưa vào gieo cấy. Để nâng cao ý thức nghĩa vụ trong việc chấp hành quy định của pháp luật của các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, trong thời gian từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra lấy mẫu để kiểm tra nguồn giống tại các đơn vị sản xuất kinh doanh và cung ứng giống nhằm đảm bảo giống lúa cung ứng đến tay bà con nông dân và đạt tiêu chuẩn, ngăn ngừa các yếu tố mất mùa do chất lượng giống. Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, Sở đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để sớm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về chất lượng giống cây trồng. Đồng thời với việc đó thì Sở đã khuyến cáo người dân là lựa chọn những cái sản phẩm giống cây trồng có chất lượng tốt, giống cây trồng có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam và giống có trong cơ cấu của tỉnh. Để đạt mục tiêu tổng giá trị sản xuất vụ mùa trên 9.000 tỷ đồng, tăng hơn 13,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, các địa phương cần tiếp tục mở rộng diện tích gieo cấy trà lúa mùa sớm, hạn chế tối đa trà mùa muộn, vừa đảm bảo sản xuất an toàn, đồng thời tạo quỹ đất để triển khai sản xuất vụ đông, lựa chọn các giống cho năng suất cao, khả năng chống chịu và chất lượng tốt để tiếp tục cơ cấu bộ giống chủ lực, hạn chế cơ cấu giống lúa lai ba dòng. Đồng thời mỗi huyện chỉ nên cơ cấu từ 5 đến 6 giống chủ lực, mỗi xã từ 2 đến 3 giống nhằm thực hiện tốt các biện pháp quản lý thâm canh, điều tiết nước và quản lý sâu bệnh hại. Qua đánh giá, lượng giống phục vụ sản xuất cho vụ mùa đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân, giá cả ổn định, cơ bản đảm bảo chất lượng, tem nhãn, đúng cơ cấu của ngành nông nghiệp. Bản tin nông nghiệp nông thôn của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.